Chào mừng anh em đã đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen, nơi mà tôi nói về những Pokemon mà anh em đã nghe tôi nói rất nhiều lần rồi. Vì sao? Dĩ nhiên là bởi vì chúng nó hữu dụng và được mọi người sử dụng rất thường xuyên. Cho nên dù anh em không nghe tôi nói thì cũng sẽ nghe thấy ở nơi khác thôi. Và cũng có khả năng đây là video đầu tiên mà một số anh em xem ở kênh của tôi, cho nên là vẫn cứ phải làm thôi nhá. Nên lưu ý là trong video này tôi sẽ không đề cập đến những Pokemon huyền ảo và huyền thoại hàng xịn mà bị hạn chế thi đấu nhá. Bởi vì tôi không muốn biến video này thành top 10 huyền thoại hệ siêu linh đâu. Và hiển nhiên ai cũng sẽ biết những con top đầu sẽ là Calyrex Shadow với cả Necrozma Dustman rồi. Cho nên là thế nhá, vào video thôi. Ở vị trí số 10 này chúng ta có cả hai phiên bản của Slowking. Nhìn chung thì họ hàng nhà Slowking và Slowbro có cách hoạt động khá giống nhau. Chúng đều là những con pivot lì lợm có khả năng chịu đòn tốt mà anh em có thể tung ra trước mặt rất nhiều keo mà không hề ấn gì. Chúng có thể đe dọa đối thủ bằng hiệu ứng bỏng từ Scold và du ngủ bằng Yawn, cũng như Teleport để có thể đưa một đồng đội thích hợp có thể counter đối thủ ra sân. Vì chiêu Teleport này luôn luôn thi triển sau khi đối phương đã tấn công, cho nên Slowbro và Slowking sẽ vui vẻ nhận đòn tấn công đó để đồng đội đảo ra sẽ được an toàn. Gia đình Pokemon này cũng có khả năng phục hồi bằng Slack Off, nhưng thực sự cũng không quá cần thiết bởi vì đặc tính Regenerator đã phục hồi cho chúng cùng lúc bay về bóng rồi. Chức năng này đặc biệt còn có thể được bổ sung bằng chiêu thức Future Sight để gia tăng sát thương. Đây là một chiêu thức hệ siêu linh cực mạnh với 120 power nhưng sẽ gây sát thương vào hai lượt sau đó. Điều đáng chú ý là sát thương này có thể xuyên qua Protect, ép đối thủ vào một tình huống cực kỳ khó xử, đó là vừa phải đối mặt với một con counter ở trước mặt, vừa phải lo lắng về sát thương của Future Sight ở trên đầu. Khi mà hai đòn tấn công này gây sát thương cùng một lúc thì rất khó có Pokemon nào có thể trụ vững được, ngoại trừ những Pokemon cực trâu chẳng hạn như Slowbro và Slowking của họ. Vậy là thêm được một lý do nữa để sử dụng hai Pokemon này. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Slowbro và Slowking đó là con Slowking nó thiên về thủ đặc biệt, còn Slowbro thì thiên về thủ vật lý, khiến cho Slowbro được đánh giá cao hơn bởi vì đặc điểm này khá hiếm ở các Pokemon hệ siêu linh. Anh em có thể nhận ra điều này khi xem tiếp video bởi vì hầu hết các Pokemon hệ này đều có thủ đặc biệt rất cao, khiến cho Slowking tự nhiên nó bớt đặc biệt đi một tí và chỉ khiêm tốn ở vị trí số 10 mà thôi. Indeedee là một Pokemon khá đa dạng khi vừa có thể support, vừa có thể gây được sát thương lớn. Song hệ thường và siêu linh cho phép nó miễn nhiễm với hệ ma, giảm bớt được một điểm yếu, khá là nice. Đặc tính Psychic Shock thì tạo ra môi trường siêu linh, tăng cường cho nó về cả tấn công lẫn phòng thủ, bảo vệ bản thân và đồng đội khỏi những chiêu ưu tiên như là Sucker Punch mà khá chắc là sẽ một hit nếu như trúng đòn. Môi trường này cũng tăng đến 30% sát thương cho các chiêu hệ siêu linh nữa, đặc biệt là chiêu Expanding Force. Indeedee có hai kiểu support riêng cho hai giới tính. Con được sở hữu Imprison và Trick Room, cho nên nó vừa có thể hỗ trợ những team Trick Room, vừa có thể counter cái team này. Bên cạnh đó là Encore để khóa chiêu đối thủ và Helping Hand để buff dam cho đồng đội. Indeedee cái được ưa chuộng hơn bởi vì nó trâu hơn và sở hữu chiêu thức Follow Me, một chiêu bảo vệ đồng đội cực kỳ mạnh ở trong đấu đôi, và bên cạnh đó cũng là cả Helping Hand nữa. Có một chiến thuật khá vui của Indeedee khi mà đứng cạnh Xerneas, đó là nó sẽ sử dụng chiêu Psychop để sao chép các thay đổi chỉ số của Xerneas sau khi Geomancy. Tức là khi đó, cả hai Pokemon của anh em sẽ có gấp đôi công thủ đặc biệt và tốc độ. Rồi thì Indeedee có thể càn quét team bạn bằng chiêu Store Power, khi đó sẽ có sức mạnh lên đến 140. Tuy không phải là chiến thuật vô địch hay là gì bởi vì team của anh em sẽ mất hẳn một lượt để setup và nó sẽ đổ sông đổ bể nếu như dính Taunt. Nhưng mà nếu thành công thì cũng rất thỏa mãn đấy chứ, anh em có thể thử xem sao. Mega Gardevoir sở hữu sức mạnh mà nó có thể sử dụng ngay lập tức chứ không cần đến gia tăng, đó là đặc tính Pixelate, tăng 20% sát thương cho những chiêu hệ thường và chuyển chúng thành hệ tiên. Đồng nghĩa với việc chiêu Hyper Void sẽ mang sức mạnh lên đến 108, mạnh hơn Moonblast và đánh trúng cả hai mục tiêu như là Dazzling Gleam. Bên cạnh đặc điểm đó là một mức công thủ đặc biệt rất cao và sở hữu thêm một vài chiêu hỗ trợ như là Will-O-Wisp và Healing Wish. Điểm trừ của Gardevoir đó là những điểm mạnh của nó có thể gặp ở nhiều Pokemon khác, chẳng hạn như Tapu Lele. Tôi biết tôi đã xếp Gardevoir cao hơn Tapu Lele ở trong video top 10 hệ tiên và sức mạnh của Mega Gardevoir là không thể phủ nhận. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm và xem xét lại thì Lele cũng không kém cạnh nhiều lắm, lại còn hoàn toàn vượt trội với những tiện ích bên cạnh mà thường nếu như chỉ nhìn vào sức mạnh thuần túy anh em sẽ không nhìn thấy. Đó là việc Gardevoir sẽ tốn mất một slot trang bị của bản thân và một slot Mega cho đội hình. Điều mà Tapu Lele sẽ không cần đến, tức là anh em hoàn toàn có thể dùng Tapu Lele và một con Mega xịn hơn.
Hai ứng viên tiếp theo của chúng ta đã gây khá nhiều tranh cãi, đó là Mega Gallade và Mega Medicham, đâu mới là Pokemon tốt hơn? Trước mắt cả hai Pokemon này đều mang song hệ là siêu linh và giác đấu. Combo hệ này chỉ có thể bị kháng bởi các Pokemon siêu linh, mà số lượng Pokemon siêu linh có thủ vật lý cao lại cực kỳ ít. Về mặt thủ thì thực sự cả hai cũng đều kháng được rất ít và thể lực của cả hai đều mỏng, cho nên việc nhảy ra sân là một vấn đề rất lớn đối với Medicham và Gallade và đều phụ thuộc vào đồng đội khác đưa chúng vào. Mega Gallade sở hữu tốc độ cao hơn, thể lực và thủ đặc biệt nhỉnh hơn, có thể sử dụng chiêu thức giác đấu chính xác hơn là Close Combat. Trong khi đó thì Medicham chỉ có lựa chọn là hai jump kick, đá trúng thì đau hơn nhưng mà đá trượt thì xin vĩnh biệt. Tuy nhiên, Mega Medicham có chỉ số tấn công tối đa sau khi được tăng gấp đôi bởi đặc tính Huge Power có thể lên đến 656, trong khi Gallade thì chỉ có thể lên được tối đa là 471. Kể cả khi con Mega Medicham mang nature là Jolly thì công của nó vẫn cao hơn Mega Gallade mang nature Adamant. Chính đặc điểm này tạo ra sự khác biệt của hai Pokemon. Ưu điểm của Mega Gallade là nó có thể Sword Dance để vượt qua sức mạnh của Medicham. Nhưng ưu điểm của Mega Medicham là nó không cần phải Sword Dance mà vẫn có thể gây được sát thương lớn ngay lập tức. Thực sự thì cái việc nhảy vào sân đã khó lắm rồi, mà có được khoảng trống để setup lại càng khó hơn nhiều lần. Chúng ta cũng nên cảm thấy biết ơn bởi vì con Mega Medicham này nó không có chiêu Max Punch, bởi vì đòn Fake Out và Bullet Punch của nó đã cực kỳ đau rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nó còn có Stab cho chiêu thức ưu tiên nữa? Ở Gen 8 thì không có tiến hóa Mega, nhưng mà trên Pokemon Showdown vẫn có một format là National Dex để cho mọi người sử dụng chúng. Và Gen 8 này đã buff cho Mega Gallade một chút. Đó là đặc tính Inner Focus của nó giờ đây có thể chống được Intimidate. Cho nên dù ở Gen 7, Mega Medicham luôn được đánh giá cao hơn, nhưng hiện tại tôi nghĩ là khoảng cách giữa hai con này nếu có thì cũng rất nhỏ. Đa phần sẽ tùy theo nhu cầu của người sử dụng và mức độ mạo hiểm mà họ muốn bỏ ra. Như tôi đã nói lúc nãy thì Slowbro là một pivot phòng ngự tuyệt vời với thủ vật lý cao, rất hiếm thấy ở các Pokemon hệ siêu linh, giúp nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để ngáng đường các thể loại Pokemon giác đấu mạnh như là Urshifu liên kích, Mega Lucario và Mega Blaziken và còn rất nhiều kiểu vật lý khác. Đa phần các điểm mạnh của nó thì tôi đã nhắc đến lúc nãy khi mà nói về thứ hạng của con Slowking rồi, cho nên là chắc cũng không cần phải nói thêm gì nữa, đây là một Pokemon rất tốt. Con Slowbro này có một dạng tiến hóa Mega, tăng thủ vật lý của nó lên cái mức nhìn thấy đã không muốn đánh và thay đổi đặc tính thành Shell Armor khiến cho đối thủ không thể crit xuyên qua nỗ lực Kamai của nó. Nhưng thực tế thì Mega Slowbro lại được đánh giá là dở hơn khi mà mất đi hai nguồn phục hồi lớn, đó là Regenerator và Leftover. Xét về khía cạnh Kamai thì nó cũng không phải lựa chọn hàng đầu và cũng giống như Gardevoir, những gì nó mang đến không đáng với vị trí Mega mà nó chiếm mất trong đội hình. Cứ dùng con Slowbro bình thường là nó đã mạnh lắm rồi. Latios và Latias là cặp Pokemon huyền thoại mang song hệ rồng và siêu linh, được ra mắt vào thế hệ thứ 3. Chúng sở hữu một trong những trang bị bá nhất lịch sử, tên là Soudou. Trang bị này sẽ tăng cho chúng gấp rưỡi công và thủ đặc biệt, kiểu như cùng một lúc cầm cả Choice Pack và Assault Vest nhưng không bị tác dụng phụ của cái nào. Thậm chí chúng nó có thể cù nhây thêm cả ngày nữa bằng Kamai và Recover. Đặc tính Levitate miễn nhiễm hệ đất, đồng thời giúp cho chúng nó dễ dàng bay vào bay ra bất kỳ khi nào chúng muốn. Túm lại là một khi đã cầm trang bị này thì Latios và Latias sẽ không thể bị ngăn chặn. Thế cho nên họ quyết định cấm trang bị này tại tất cả các giải thi đấu chính thức ngay từ ngày ra mắt. Lên đến thế hệ thứ 7 thì Soudou đã bị nerf, bây giờ chỉ còn tăng 20% sát thương cho những chiêu thức hệ siêu linh và hệ rồng. Thật ra nerf thì cũng phải thôi, nhưng mà nerf kiểu này hơi quá tay, hiện tại thì Soudou không đáng để sử dụng nữa. Tuy nhiên ngay cả khi không cầm trang bị này thì anh em nhà Latios và Latias vẫn cực kỳ mạnh. Latios vẫn hủy diệt mọi thứ với cái Choice Pack, còn Latias vẫn cực kỳ lì lợm khi cầm Leftover và nó vẫn có thể tiếp tục setup như không có ngày mai. Thế hệ thứ 6 thậm chí còn mang đến cho Latios và Latias tiến hóa Mega, tiếp tục đẩy những gì mạnh nhất ở hai Pokemon này lên cao hơn nữa. Mega Latios giờ có thể tấn công mạnh ở cả mảng vật lý. Những Pokemon hệ thép mà trước đây có thể kháng được combo chiêu thức rồng và siêu linh thì sẽ phải đối mặt với cái Earthquake. Còn Mega Latias thì vẫn làm tốt những gì mà Latias hay làm, đó là trở nên vô địch. Chính ra thì Latias vẫn luôn luôn được đánh giá cao hơn Latios ở mảng này. Nhưng nếu chúng ta xét ở khía cạnh Gen 8 thì Latios và Latias khá buồn khi không có tiến hóa Mega, mặt bằng sức mạnh được nâng cao còn sức mạnh của chúng thì giảm xuống. Hệ siêu linh thì Tapu Lele trở thành lựa chọn tốt hơn,
các Pokemon hệ ma cũng hoành hành bá đạo hơn bao giờ hết. Trong đó có con Dragapult là món đồ chơi mới của mọi nhà và cũng là lựa chọn phổ biến hơn cho hệ rồng. Nhưng cùng lúc đó thì Latios và Latias không còn phải lo bị pursuit nữa bởi vì chiêu này đã bị loại bỏ khỏi game. Kèm theo là những chiêu thức mới như là Mystical Fire và Aura Sphere. Thì chúng nó vẫn không thể mạnh bằng hồi trước được, nhưng mà vẫn không thể coi là chúng nó yếu. Mọi người chỉ là kiểu quên mất chúng nó thôi. Tapu Lele sở hữu những tố chất mà bất kỳ Pokemon siêu linh nào cũng mơ ước. Đó là sức công phá thuần túy trên trung bình, được bổ trợ bằng môi trường siêu linh của riêng nó, mà nó có thể mang theo đến tất cả mọi nơi nhờ có đặc tính Psychic Shock. Tin tôi đi là cả hai ứng cử viên ở phía trên nó cũng thèm khát cái đặc tính này. Không chỉ bảo vệ bản thân khỏi những chiêu thức ưu tiên khó chịu, môi trường siêu linh còn gia tăng đến 30% sát thương hệ siêu linh. Đeo thêm cái Choice Back vào thì tôi không nghĩ có nhiều Pokemon dám nhảy vào hứng trưởng của Tapu Lele. Bộ chiêu thức của con này cũng không hề khó đoán, cơ bản chỉ có Psychic Shock để đánh Blissey, Moonblast và Focus Blast để xử lý bọn hệ bóng tối và hệ thép. Tuy nhiên dễ đoán đôi khi cũng không đồng nghĩa với dễ đối phó đâu nhá. Mặc dù bị khóa và sai chiêu thức khi đối mặt với sai đối thủ cũng khá là khó chịu, cơ mà với khả năng phán đoán chính xác thì một hit của Pokemon này có thể hủy diệt đến 70% số kèo có thể xảy ra, bất đắc kỳ tử luôn. Thậm chí những Pokemon trâu bò như Kyogre cũng không thể chịu nổi quá 2 hit. Tất nhiên vì lý do cân bằng game cho nên Pokemon này sẽ không thể học được chiêu Expanding Force, tôi nghĩ là không bao giờ luôn. Chứ nếu dùng được chiêu này sẽ chẳng còn ai muốn chơi với nó nữa. Dường như đã trở thành một trong những Pokemon điển hình nhất của hệ siêu linh. Mỗi khi nghĩ đến hệ siêu linh là nghĩ đến Alakazam. Với Nasty Plot, Expanding Force, Focus Blast và Shadow Ball, chỉ cần bộ 4 chiêu thức này có thể giúp cho Alakazam quét cả thế giới. Nhất là nếu có thể tiến hóa Mega và được hỗ trợ bởi môi trường siêu linh của Tapu Lele thì độ bá đạo của Pokemon này không cần phải bàn nữa. Hãy cứ nhìn vào câu đặc biệt và tốc độ siêu việt của nó mà xem. Một điểm tinh tế khác của Mega Alakazam đến từ đặc tính Trace, giúp cho nó sao chép đặc tính của đối thủ. Nhờ vậy nó có thể nhảy vào trước mặt con Latios và miễn nhiễm với Earthquake, tank Heatran bằng chính Flash Fire của nó và hù dọa ngược Landorus Tyrion hay là Counter Tim Mưa bằng Swift Swim. Không may cho Alakazam là nó cực kỳ yếu ở mảng vật lý. Nếu như không có môi trường siêu linh thì việc cấu máu nó bằng những chiêu ưu tiên không tốn nhiều thời gian cho lắm. Đặc biệt là một cú Sucker Punch từ những đối thủ yếu nhất cũng có thể khiến cho Pokemon này bay màu. Một vài ứng cử viên danh dự mà tôi cũng muốn nhắc đến tên chúng. Đầu tiên là Starmie, một trong những Pokemon rất mạnh suốt từ Gen 1 cho đến Gen 5 vì có phân bố chỉ số cực đẹp, bộ chiêu thức rộng và mạnh. Cho đến Gen 6-7, khi mà không đáp ứng được sát thương lớn bằng những gương mặt mới nữa, thì Starmie vẫn là một trong những Pokemon tốt nhất cho vị trí Rapid Spin, có thể nói là một trong những Pokemon thành công nhất trong thời gian dài. Cresselia cũng là một Pokemon huyền thoại rất trâu, với khả năng phục hồi liên tục và chiêu thức độc quyền Lunar Dance để hy sinh bản thân, đưa một đồng đội về trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn, giải hiệu ứng và hồi cả PP. Tuy nhiên thì con này nó khá là bị động, nhất là sau khi Gen 8 loại bỏ Toxic khỏi moveset của nó thì nó chỉ còn mỗi cái set Carmine là dùng được và cũng không thể tiếp tục cạnh tranh với những Pokemon đa năng hơn như là Slowbro và các Tapu. Hatterene mới được ra mắt nhưng đã nhanh chóng trở thành Pokemon thiết lập Trick Room khó đối phó nhất. Thời đầu Gen 8 nó cũng được dùng cả trong vị trí sát thương chủ lực của chiến thuật này, nhưng sau khi các Pokemon huyền thoại được đưa vào game ngày càng đông đảo thì Hatterene bây giờ chỉ có thể lùi về là support mà thôi. Nếu như nói rằng thủ vật lý của Slowbro rất hiếm thấy trong làng siêu linh, thì hãy tưởng tượng nếu như tính chất đó được nâng cao bằng những khả năng kháng của hệ thép và chỉ số của một á thần. Metagross mang song hệ là thép và siêu linh. Đây là một trong số ít các Pokemon á thần mà không có điểm yếu X4 từ bất kỳ hệ nào, nên vốn dĩ nó đã là một Pokemon cực kỳ khó đối phó. Khi tiến hóa Mega lên thì những chỉ số vốn đã siêu việt hơn người của nó còn trở nên bá đạo hơn nữa. Ngoài ra thì nó còn có những gì? Một chiêu thức ưu tiên cùng hệ, check. Một chiêu thức chủ lực mạnh mẽ có khả năng nâng cao sức tấn công vật lý, check. Một chiêu thức cùng hệ nữa có khả năng gây choáng đối thủ, check. Cùng với rất nhiều chiêu thức vật lý của các hệ khác, mà đặc điểm chung của những chiêu vừa rồi là đều có va chạm, cho nên tất cả đều được tăng thêm 30% sát thương nhờ đặc tính Tough Claw. Nên dù thoạt nhìn thì công vật lý của Mega Metagross có vẻ thấp hơn Mega Medicham và Mega Gallade, nhưng sát thương gây ra thì có vẻ chỉ thấp hơn Mega Medicham mà thôi.
Ngắn gọn thì Mega Metagross có đủ tất cả mọi thứ tốt đẹp hội tụ, tìm được điểm yếu để chê có khi lại còn khó hơn. Có chăng là nếu chúng ta mang những Pokemon huyền thoại cấp cao ra so sánh thì mới vượt trội hơn được. Chẳng hạn như là Necros Mardasmin, cùng hệ và xịn hơn trên mọi phương diện. Và còn nhiều Pokemon huyền thoại siêu linh khác như là Mega Mewtwo E, Calyrex Shadow Rider mà hiển nhiên sẽ đứng hàng đầu danh sách này nếu như tôi bao gồm cả chúng. Cơ mà thôi. Và đó là top 10 Pokemon không hạn chế của hệ siêu linh theo ý kiến cá nhân của tôi. Nếu như anh em đồng ý thì hãy đồng ý, còn nếu không thì hãy không nhá. Cũng như là anh em nghĩ có Pokemon nào xứng đáng nằm trong danh sách này hơn thì có thể thoải mái bình luận phía dưới. Tôi sẽ không kéo dài video này hơn nữa. Rất cảm ơn anh em đã chú ý và ủng hộ. Tôi sẽ gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!